Điểm nhấn của cuộc diễu binh là lần đầu ra mắt chiếc xe siêu sang Cabriolet Aurus do Nga sản xuất. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đứng trên chiếc xe này để duyệt binh thay vì xe riêng như mọi năm. Tổng chỉ huy của cuộc diễu binh là chỉ huy trưởng các lực lượng bộ binh tướng Oleg Salyukov. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, tham gia diễu binh năm nay trên quảng trường đỏ có hơn 13.000 quân nhân, 132 đơn vị xe, máy quân sự các loại. Sau lễ diễu binh trên quảng trường đỏ, nhiều hoạt động kỷ niệm ngày chiến thắng diễn ra tại hầu hết các quảng trường, điểm vui chơi công cộng trong thành phố.